Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh truyền hình BRT để theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 5, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Khu phố Phước Trung, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ huy động sức dân bê tông hóa tuyến hẻm mương thoát nước. Thị xã Phú Mỹ tổ chức hội nghị phản biện dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã. Thành đoàn Bà Rịa tổ chức ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2023. Đô thị Vũng Tàu nâng tầm từ hạ tầng giao thông. Mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là những ghi nhận tại huyện Châu Đức. Thưa quý vị, nhân đại lễ Phật Đản 2023, lãnh đạo huyện Châu Đức đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn huyện. Đến thăm các cơ sở Phật giáo trên địa bàn, lãnh đạo huyện Châu Đức chúc các vị chức sắc tăng ni Phật tử đón một mùa Phật Đản an lạc hạnh phúc. Lãnh đạo huyện ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức Phật giáo, các vị chức sắc tăng ni Phật tử đối với sự phát triển của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, đảng bộ chính quyền huyện luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức Phật giáo trên địa bàn hoạt động thuận lợi, đúng pháp luật. Mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành địa phương trong các hoạt động Phật sự, hướng dẫn Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Công an huyện Châu Đức tổ chức tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm, xâm hại tình dục trẻ em và bảo đảm an toàn giao thông cho lãnh đạo công nhân lao động đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mason Textile Việt Nam, đóng tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Lãnh đạo công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Mason Textile, huyện Châu Đức đã được tìm hiểu các quy định của luật giao thông đường bộ, các lỗi vi phạm giao thông đường bộ. Công an huyện Châu Đức cũng thông tin về tình hình tội phạm tại địa phương, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, cách nhận biết, phân biệt các loại ma túy, tác hại của việc sử dụng ma túy, kỹ năng trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi xâm hại trẻ em. Dịp này, Công an huyện Châu Đức đã tặng 10 mũ bảo hiểm và 1.000 móc khóa an ninh, có in số điện thoại đường dây nóng của Công an huyện cho lãnh đạo, công nhân, lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Mason Textile. Sau gần một tháng tranh tài với những trận cầu hấp dẫn kịch tính thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ, tối qua 29 tháng 5, tại sân bóng đá mini Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Bình Ba, huyện Châu Đức và bóng đá phong trào xã Bình Ba bước vào trận chung kết và bế mạc. Tham gia giải bóng đá phong trào xã Bình Ba, huyện Châu Đức năm 2023, có 8 đội với hơn 120 vận động viên tham gia. Các đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết và tranh chung kết. Trận chung kết đã diễn ra kịch tính giữa đội Martino 1 với giới trẻ FC. Kết quả đội Martino 1 đã giành chức vô địch của giải. Thời gian qua, phong trào bóng đá phủi phát triển mạnh trên địa bàn xã Bình Ba nói chung, huyện Châu Đức nói riêng, đã tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho nhiều người, nhiều thành phần lứa tuổi, góp phần cổ vũ động viên phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe trong nhân dân. Thưa quý vị, 110 cộng tác viên, tuyên truyền viên, hội viên nông dân tại huyện Đất Đỏ đã tham gia hội nghị quán triệt nghị quyết 19 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị do Hội nông dân tỉnh phối hợp với Hội nông dân huyện Đất Đỏ tổ chức. Hội viên nông dân, cộng tác viên, tuyên truyền viên huyện Đất Đỏ được quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết 19/2022 của Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba nhân tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời, có vai trò vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2045, nông dân và cư dân nông thôn phát triển toàn diện, có thu nhập cao, nông thôn hiện đại, có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh, sạch đẹp, giàu bản sắc dân tộc. Tiếp đó, các đại biểu được triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch của Đảng đoàn Hội nông dân tỉnh triển khai nghị quyết số 19. Thưa quý vị, thời gian qua, Tổ dân vận khu phố Phước Trung, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã có nhiều cách làm hay sáng tạo, qua đó huy động được sức mạnh nội tại trong nhân dân để thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo, trong đó có mô hình bê tông hóa các tuyến hẻm, mương thoát nước trên địa bàn.
Qua rà soát trên địa bàn khu phố Phước Trung, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, còn nhiều tuyến hẻm là đường đất cát, nhỏ hẹp, đi lại rất bất tiện. Nên năm 2022, Tổ dân vận khu phố Phước Trung đã triển khai mô hình dân vận khéo, nâng cấp bê tông hóa hai tuyến hẻm ở tổ dân cư số 7 và số 8 trên địa bàn. Quá trình vận động, nhận thấy lợi ích việc bê tông tuyến hẻm phục vụ nhu cầu đi lại dễ dàng hơn, nên người dân đồng thuận đóng góp hơn 190 triệu đồng để bê tông hóa hai tuyến hẻm với chiều dài hơn 170 m, rộng hơn 3 m. Có đường, tổ dân vận khu phố cũng vận động người dân nâng cao ý thức trong việc gìn giữ đường đi lối lại luôn sạch đẹp thông thoáng. Hồi xưa thì nó lầy lội, học sinh đồ nó đi học nó cũng khó khăn. Cái từ ngày mà khu phố để đóng góp người dân, ở đây mình bản thân mình dân cũng đi ra phụ chứ người ta để làm xong con đường. Bây giờ đường xá nó sạch đẹp, dân phấn khởi. Trưởng khu phố, bí thư chi bộ có phát động người dân để ủng hộ vô, đóng góp vô để làm con đường này. Bây giờ hiện bây giờ làm con đường xong rồi, nó sạch đẹp. Nó sạch đẹp rồi, nó không có cản trở giao thông, xe lưu thông vô, thấy người dân ở tổ 7 khu phố Bích Trung phấn khởi. Tuyến hẻm 146 ở tổ dân cư số 1 khu phố Phước Trung dài 120 m, rộng 3,5 m đã được bê tông hóa nhưng thường xuyên bị ngập nước, gây mùi hôi thối, mất vệ sinh môi trường. Năm 2023, tổ dân vận khu phố Phước Trung triển khai mô hình dân vận khéo bê tông hóa mương thoát nước tuyến hẻm này. Sau khi vận động hơn 34 triệu đồng từ đảng viên người dân, giai đoạn 1 bê tông hóa mương thoát nước đã hoàn thành với chiều dài 40 m. Những đoạn còn lại đang được tổ vận động nhân dân triển khai trong giai đoạn 2. Năm mấy hai năm nay á, cứ nước mỗi ngày là 2-3 cử nước nó tràn ngập lên lai láng luôn mà bốc mùi hôi thối nữa. Hiện thì người dân mỗi người đóng góp một ít để làm cho sạch khu phố. Vấn đề đường xá đây nó ngập, nó hôi thối suốt. Rồi bà con cũng có phiền nàn rồi với đến khu phố, rồi bàn với nhau để làm tuyến đường này lại cho nó hoàn thiện để không còn bị ngập úng nữa. Để thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo, tổ dân vận khu phố Phước Trung, thị trấn Phước Hải đã bám cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến từng người dân thông qua nhiều phương thức khác nhau, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ sự đóng góp của bà con nhân dân ở trên địa bàn khu phố, nhất là các tuyến mình đang bê tông hóa cũng như tuyến mương, thì nhờ sự đồng thuận của bà con cho nên là một sự đóng góp của con là mình đã hoàn thành rất là tốt trong công tác này. Sắp tới thì sẽ mình lại tiếp tục để làm những con đường khác cho nó xanh sạch đẹp ở khu phố mình. Các mô hình dân vận khéo tại khu phố Phước Trung, thị trấn Phước Hải đang lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ nhân dân phát huy nội lực, tham gia hiệu quả chương trình xây dựng đô thị văn minh tại địa phương, cũng chính là để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, tính đến thời điểm này, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đã giải ngân hơn 212 tỷ đồng, đạt trên 24% kế hoạch năm. Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, huyện Đất Đỏ đang tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục đất đai, đền bù, giải tỏa cho các công trình khởi công mới. Đồng đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp. Năm 2023, có 79 công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đất Đỏ được bố trí vốn đầu tư công với tổng số vốn trên 880 tỷ đồng. Trong đó, vốn tỉnh, tỉnh quyết định đầu tư 6 công trình, tổng giá trị hơn 412 tỷ đồng. Vốn tỉnh, huyện quyết định đầu tư 73 công trình, hơn 468 tỷ đồng. Hiện tại, huyện đã khởi công mới 9 công trình mới năm 2023 và đang chuẩn bị đầu tư 19 công trình. Vốn giải ngân các công trình xây dựng cơ bản của huyện hiện đạt thấp, chỉ trên 35% kế hoạch vốn bố trí năm nay của tỉnh, đạt 145,6 tỷ đồng và hơn 14% đối với vốn của huyện, đạt 66,4 tỷ đồng. Tại huyện Xuyên Mộc, Hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hội nông dân huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức quán triệt nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp nông dân nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 110 cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tham gia.
Báo cáo viên Hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quán triệt đến cán bộ, hội viên nông dân huyện xin mọc về nội dung cụ thể của nghị quyết số 19 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch của Đảng đoàn Hội nông dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 19. Triển khai nghị quyết số 19 không chỉ có ý nghĩa đối với ngành sản xuất nông nghiệp của huyện Xuyên Mộc, mà cốt lõi là hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và người dân nông thôn, lấy lợi ích của người dân là mục tiêu cao nhất. Lễ tri ân và trưởng thành cho hơn 300 em học sinh khối 12 năm học 2022-2023 vừa được Trường Trung học Phổ thông Xuyên Mộc tổ chức. Tại buổi lễ, thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Xuyên Mộc đã ôn lại những kỷ niệm ngày đầu tiên của các em bước vào trường, quá trình trưởng thành qua từng năm học. Nhiều học sinh đã đạt được những thành tích xuất sắc, góp phần làm dày thêm thành tích của nhà trường. Tại buổi lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 năm học 2022-2023, Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Xuyên Mộc đã động viên và chúc toàn thể các em học sinh lớp 12 sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống, nhất là trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Đáp lại những tình cảm lớn lao của cha mẹ và thầy cô đã dày công nuôi dưỡng, dìu dắt các em trong suốt 3 năm học vừa qua, các em học sinh lớp 12 đã dành tặng những bó hoa tươi thắm, những lời tri ân sâu sắc đến thầy cô và gia đình. Nhân dịp này, Ban giám hiệu nhà trường đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 12 đến từng học sinh các lớp. Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Thu Trâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Ngãi. Thời gian giữ chức vụ của bà Trâm kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2023. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Ngãi, bà Trần Thị Thu Trâm, lãnh đạo huyện Long Điền, chúc mừng địa phương đã kiện toàn được chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Lãnh đạo huyện mong muốn trên cương vị mới, bà Trâm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xã xây dựng xã An Ngãi ngày càng phát triển. Lễ khai mạc hè 2023 vừa được Ban Chỉ đạo hè thị trấn Long Điền, huyện Long Điền tổ chức với sự tham gia của hơn 100 thiếu nhi học sinh trên địa bàn thị trấn. Với chủ đề hè sôi động, vui khỏe, an toàn, chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em. Các hoạt động hè trên địa bàn thị trấn Long Điền sẽ diễn ra từ nay đến giữa tháng 8 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo cho thiếu nhi nghèo. Tại lễ khai mạc hè năm 2023, Ban Chỉ đạo hè thị trấn Long Điền đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ khai mạc hè, các em thiếu nhi, học sinh đã tham gia vào 9 gian hàng trò chơi dân gian do đoàn viên, thanh niên thị trấn tổ chức. Nhân dịp này, thiếu nhi, học sinh trên địa bàn thị trấn được thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, huyện và thị trấn thời gian qua, tác dụng của nón bảo hiểm khi tham gia giao thông, những hành vi vi phạm giao thông học sinh thường mắc phải và cách phòng tránh tai nạn giao thông. Thưa quý vị, từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024, thị xã Phú Mỹ dự kiến triển khai 4 nhóm nhiệm vụ với 15 hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập như tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin truyền thông, tổ chức hội thi sáng tạo logo của thị xã, hội thi tìm hiểu về thị xã Phú Mỹ 30 năm xây dựng và phát triển, tổ chức các hoạt động thể thao, lễ hội văn hóa, ẩm thực, kết hợp chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã trong toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn. Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ, vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phú Mỹ tổ chức. Đóng góp vào dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo xem xét căn cứ pháp lý, xây dựng kế hoạch, bổ sung giai đoạn thời gian cụ thể về tiến độ thực hiện kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân đưa đề xuất khen thưởng vì có thành tích trong 30 năm xây dựng và phát triển thị xã phải thực sự tiêu biểu, tạo được sự lan tỏa.
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã Phú Mỹ vừa ra mắt câu lạc bộ nhảy múa đa năng Star Dance Club. Sau lễ ra mắt câu lạc bộ biểu diễn 18 tiết mục phục vụ thiếu nhi trên địa bàn nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Câu lạc bộ nhảy múa đa năng Star Dance Club có 150 học viên đam mê ca hát, chạy hiện đại tham gia sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng phường Mỹ Xuân và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Phú Mỹ. Thành viên câu lạc bộ là lực lượng văn nghệ đồng cốt của thị xã Phú Mỹ, tham gia các hoạt động văn nghệ của nhà trường và hội diễn các cấp. Sau khi thành lập, ban chủ nhiệm câu lạc bộ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các hình thức hoạt động bảo đảm thiết thực, lôi cuốn, thu hút các học sinh tham gia và miễn học phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là những thông tin ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân vừa được Thành đoàn Bà Rịa tổ chức nhân tháng công nhân năm 2023. Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân thành phố Bà Rịa diễn ra trong không khí vui tươi gắn kết với giải bóng chuyền nước, tranh cúp tứ hùng giữa đoàn viên thanh niên, hội viên hội doanh nhân trẻ, thanh niên công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Tại ngày hội, Thành đoàn Bà Rịa còn tổ chức chương trình gắn kết cùng người lao động, trao tặng 12 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt cho thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. 4 đội thi gồm 22 thành viên là cán bộ mặt trận, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường Long Hương đã tham gia hội thi tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập thị xã Bà Rịa, nay là thành phố Bà Rịa, nghị quyết đảng bộ phường Long Hương nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội mặt trận các cấp. Tại hội thi, các đội trải qua 3 phần thi gồm phần thi tự giới thiệu, năng khiếu và trắc nghiệm kiến thức xoay quanh các nội dung về lịch sử mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lịch sử đảng bộ thành phố Bà Rịa và nghị quyết đảng bộ phường mặt trận. Tiếp tục thực hiện mô hình vận động cán bộ đảng viên và nhân dân bảo vệ môi trường khu phố không rác, góp phần xây dựng phường văn minh đô thị năm 2023, chi bộ khu phố 4 phường Long Tâm thành phố Bà Rịa vừa trao 87 thùng đựng rác cho các hộ dân thuộc tổ dân cư số 6. Trên mỗi thùng đựng rác được trao in số nhà của từng hộ, tạo thuận lợi cho việc thu gom và vận chuyển rác đi xử lý. Tổng kinh phí thực hiện mô hình gần 18 triệu đồng do nhân dân và đảng viên 213 tại khu phố 4 đóng góp. Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, chi bộ khu phố 4 phường Long Tâm đã vận động bàn giao 244 thùng rác thải nhựa cho 6 trên 7 tổ dân cư trên địa bàn khu phố. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, tạo cảnh quan môi trường sống xanh sạch đẹp. Phần cuối chương trình Hòa nhịp phát triển là một ghi nhận về thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, giao thông đi trước để phát triển kinh tế xã hội là chủ trương mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhất quán trong nhiều giai đoạn. Đối với đô thị loại 1 như thành phố Vũng Tàu, đầu tư cho hạ tầng giao thông càng được tỉnh và thành phố chú trọng, nhằm xứng tầm thành phố du lịch sạch ASEAN. Thành phố Vũng Tàu giữ vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, thể thao của tỉnh, trung tâm công nghiệp dầu khí quốc gia, trung tâm du lịch biển, nên hạ tầng giao thông không ngừng được ưu tiên đầu tư và hội đủ các loại hình đường thủy, đường biển, đường bộ, hàng không. Đặc biệt, với giao thông đường bộ, Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành hệ thống trục ngang, trục dọc kết nối, với gần 275 tuyến đường đô thị dài 253 km, 1.209 tuyến hẻm chiều dài 196 km, 100% tuyến đường chính đã thảm nhựa, hơn 90% ngõ hẻm đã bê tông hóa. Ngày mà làm lại mới tới bây giờ thì nói chung cũng an ninh trật tự tốt, sạch sẽ. Mình ở trên con đường đó mình có được vinh dự. Thành phố Vũng Tàu hiện nay là một thành phố rất đáng sống, từ các con đường nhỏ nhưng mà cũng đã được Đảng Nhà nước quan tâm và đã nâng cấp lên thành những con đường rất đẹp. Và đô thị thì thành một đô thị văn minh. Xã đảo Long Sơn được kết nối bằng 3 cây cầu quy mô là cầu Ba Nanh dài 353,5m, cầu Gò Găng dài hơn 730m, cầu Chà Và dài 1.152m. Những cây cầu không chỉ xóa dần tên xã đảo mà còn khơi thông nguồn tiềm năng kinh tế của khu vực Long Sơn. Với giao thông đối ngoại, thành phố Vũng Tàu có 3 tuyến kết nối dẫn vào thành phố, bao gồm đường 30 tháng 4, đường 2 tháng 9 và đường 3 tháng 2. Cả 3 tuyến huyết mạch này đều được đầu tư quy mô nhằm đáp ứng yêu cầu dẫn lối và thu hút du khách, ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Bán đảo Vũng Tàu cũng không còn chia cắt bởi 2 cây cầu Cỏ Mây và Cửa Lấp.
Riêng cầu Cửa Lấp dài 721 mét là mắt xích quan trọng của tuyến kết nối ven biển dài hơn 61 km từ Vũng Tàu qua Long Điền Đất Đỏ đến Xuyên Mộc, khơi thông dòng đầu tư ven biển cho cả tỉnh. Các tuyến giao thông đường bộ ở Vũng Tàu đều đảm bảo quy chuẩn thoát nước, chiếu sáng, cây xanh. Hơn thế, mảng xanh đường phố còn được phân bố theo đặc thù khí hậu vùng biển, tạo ra điểm nhấn, sự khác biệt từng khu vực, đồng thời tăng sắc màu cho diện mạo đô thị. Tiêu chí an toàn, hài hòa với trật tự đô thị cũng được thành phố Vũng Tàu chú trọng tính toán khi thi công các công trình giao thông, như hoàn thiện hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch, điều chỉnh các giải pháp tổ chức giao thông hợp lý. Một trong những giải pháp được thành phố Vũng Tàu xúc tiến là thu hút đậu đỗ xe ô tô dưới lòng đường, giải pháp hiệu quả trong hạn chế tình trạng xe ô tô đậu đỗ tràn lan, gây mất trật tự mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông. Người dân thì cũng xác định được rằng đây nó là các cái không gian công cộng, mà đã sử dụng không gian công cộng thì phải sử dụng đúng cái chức năng, đúng cái mục đích được phép, và phải có trách nhiệm trả phí cho cái việc sử dụng cái không gian công cộng này. Không ngừng hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng giao thông, thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục xây sửa nhiều tuyến đường. 5 năm trở lại đây, mỗi năm thành phố Vũng Tàu dành bình quân 800 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để duy tu, sửa chữa, nâng cấp và làm mới những tuyến giao thông đường bộ, tạo nền tảng vững chắc cho tiến trình xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Vũng Tàu, đã và đang không ngừng được tỉnh, thành phố đầu tư cải tạo nâng cấp, góp phần nâng tầm vị thế cho thành phố, 2 lần liên tiếp được vinh danh là thành phố du lịch sạch ASEAN, cũng là để xứng tầm với đô thị loại 1. Chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.